nó nhe răng ra này các bạn ơi. Ui con cá sấu này, ui cái mồm nó to chưa này. Ui nhìn này các bạn ơi. Wow, nhìn này. Ui cái răng nó này các bạn. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Thỏ Vlog nha. Wow, các bạn ơi. Ui các bạn ơi. Wow, ui bạn chó nâu của mình này. Ui. Wow, ui bạn này bạn bắt được một con thỏ này. Wow, này không được nghịch con thỏ nhá. Ui bạn nâu bạn ấy thấy một con thỏ ở đây này các bạn ơi. Ui một chú thỏ con này. Không được nghịch thỏ. Ui thỏ của mình mà. Wow các bạn ơi, bắt được một chú thỏ rồi. Ten 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 ten. Wow, cho vào xô này nhá. Ui chà, một chú thỏ nâu các bạn ơi, đi tiếp theo thôi. Ui chà chà. Ui. Ui con bạn ơi. Ui ở trong này có con gì này? Wow, đây 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 đây. Wow, wow. Ui một chú thỏ nâu nữa này. À, một chú thỏ trắng. Wow, một con thỏ trắng này. Ui, chê 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 chê. Nào, bạn nâu này, đi ra đằng kia, không được nghịch, không được nghịch thỏ. Wow, một chú thỏ trắng nữa này. Wow, hai con rồi các bạn ơi. Ui, chà. Wow, được một hai con thỏ rồi các bạn ơi. Ôi, đi tiếp theo thôi các bạn ơi. Ui, sao nào. Wow, các bạn ơi. Ui, mình nhìn thấy một con cá kìa. Ui, con cá to chưa này. Wow, con cá to chưa này. Ui, chà chà, to chưa này. Ui, ui ở đây nhiều cá quá này. Ui, ui, con cá kia kìa các bạn ơi. Wow, chà chà, mình phải bắt con cá này mới được. Ui, một chú cá to chưa này. Wow, một chú cá coi. Ui, cái đầu của nó này. Wow, đẹp chưa, đẹp chưa. Wow, ui chà rồi, cho vào cái chậu của mình nhá. Wow, mình đi tiếp theo xem nào. Ui, ở dưới này có nhiều cá lắm. Ôi các bạn ơi. Wow, ở đây có con gì đây? À, chà, đây là con chuột Mickey này. Ui, nó kêu được này. Wow, chà. Rồi, bắt con chuột Mickey này luôn. Ui, xem cái gì đây? Wow, các bạn ơi. Ui, ở đây có này. Wow. Ui, được hai con tôm này. Wow, một con tôm, hai con tôm càng. Ui, chà, hai con tôm càng to chưa này. Ui. À, chà, hai con tôm càng to chưa. Rồi chà, mày đi tìm tiếp theo nhá, xem được con gì không nhá. Ui chà chà, ui ui các bạn ơi. Wow, mình phát hiện ra đây là con gì đây này. Ui ui ui, con cá sấu này các bạn ơi. Ui nó đang chạy đi đâu này. Ui nó đang chạy đi rồi. Ui nó đang chạy đi đâu đây các bạn ơi. Ui ui, phải kẹp con này lại mới được. Ui một con cá sấu các bạn ơi. Wow, ui mình bắt được con cá sấu rồi. Ui nó nhe răng ra này các bạn ơi. Ui con cá sấu này, ui cái mồm nó to chưa này. Ui nhìn này các bạn ơi. Wow nhìn này. Ui cái răng nó này các bạn ơi. Con cá sấu này tợn quá. Ui nhìn này các bạn ơi. Ui mình tóm được một con cá sấu rồi. Ôi chà chà, nhiều chưa này các bạn ơi. Hay mình cho vào cái thùng này nhá. Ui nhìn này này. Ui 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 ghê lắm. Ui còn to chưa này. Ui ở đây có một con cá nữa này các bạn ơi. Wow, mình bắt được một con cá sấu này mới một con cá đây này. Ui con cá gì to chưa này. Ui con cá này con cá coi rồi. Ui chà, ui nhìn này các bạn ơi. Wow. Ui cho vào cái chậu này của mình nhá. Ui được hai con cá rồi. Ui ở đây có một con nữa này. Đây này các bạn ơi. Đây này nó đang nổi lên đây này. À, ui được hai con rồi. Nó đang con cá này đang nổi lên này các bạn ơi. Wow, chà chà. Ui các bạn ơi, mình tìm thấy rất là nhiều cá ở dưới hang này nhá. Đây là một con nữa này. Ui rớt mất rồi. Wow nhiều cá quá các bạn ơi. Ui ui con cá sấu này của mình này. Wow đẹp chưa này, to chưa. Ui bây giờ mình phải bỏ cái chậu này xem nào nhá. Ui chà chà, ui nhìn này. Ui nó chạy lòng vòng ở trong cái chậu này này các bạn ơi. Wow đi tiếp ra thôi. Ui 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 các bạn ơi. Ui một con gì đang chạy này. Một con gì đang bò đi đâu này. Wow. Ui chà, một con rùa rồi các bạn ơi. Mình bắt được một con rùa. Ui ui ui, ở đây nữa này. Ui mấy con đang bơi đây này. Wow đây 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 đây. Ui nó đang lẩn trốn này các bạn ơi. Con rùa này. Ui hai con. Ui đây có một con nữa này. Ba con này các bạn ơi. Wow ba con rùa nó đang bơi này. Ui ba con rùa. À mình sẽ mang mấy con rùa này về mình nuôi nhá. Ui các bạn ơi nhìn này. Wow. Rồi cho vào đây nhá. Ui cái bể cá của mình này. Ui con này này. Ui nhiều chưa này. Ui đây nữa này. Đây là cái hai cái con tôm của mình vừa nãy mình nhặt được đây này các bạn ơi. Ui đây này. Ui ba con á, bốn con nó tranh nhau nó đi đấy các bạn ơi.
Ui, mình đi tiếp xem nào các bạn ơi. Là. Ui các bạn ơi. Ui, ở đây nữa này. Wow, ở đây có một cái xô này. Ui, chà chà. Nhiều chưa này, mình bắt gặp một bể cá luôn này các bạn ơi. Ui, xem nào. Wow, nhiều cá chưa này. Ui, wow, chà chà. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ lấy cái cần câu này, mình câu sẽ câu cá nhá. Ui, ở đây có con cá sấu nữa này. Mình sẽ câu con cá sấu này nhá. Wow, con cá sấu này to chưa? Đây một con nữa này. Wow, ở đây nhiều quá này. Ui, chả có các con vật này các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho cái cần câu này ở đây nhá. Mình câu câu cá nhá. Ui, không biết có con cá nào nó cắn câu không nhỉ? Wow, đây rồi, đây rồi. Ui, một con cắn câu rồi các bạn ơi. Á à, chà, một con cá màu xanh nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ cho tay xuống mình bắt cá nha các bạn ơi. Wow, ui, đẹp quá, nhiều cá quá này. Những con cá coi màu sắc này. Wow, các bạn ơi, các biết con cá này là con cá gì không? Ui, một chú cá coi này. Ui, nó quẫy này các bạn ơi. Wow, ui, ở đây có một con cá sấu nữa này. Ui, đây này, đây này. Ui, nhìn này, ui, ui, nó khỏe lắm các bạn ơi. Nhìn này. Ui, wow, ui, ở đây có con cá màu vòng màu vàng này. Ui, nhìn này. Wow, đây mình sẽ cho vào cái xô của mình nhá. Rồi, bắt tiếp thôi các bạn ơi. Wow, dưới này có một con cua này. Chà chà, à, một con cua các bạn ơi. Ui, wow, nhiều cá ở trong cái bể màu xanh này quá này. Ui, nhìn này. Ui, khỏe quá các bạn ơi. Mấy con cá này khỏe quá. Con cá koi này. Ui, wow, bắt mãi không được này các bạn ơi. Wow, đây là một con tôm hùm này các bạn ơi. Wow. Ui, một con chuột này các bạn ơi. Ui, con chuột là Mickey này. Ý, nó kêu này các bạn ơi. Wow, mình sẽ vớt cá nha các bạn nhá. Ui, vớt được hai con cá rồi. Ai da, rồi vớt được hai con rồi. À, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ lại câu cá tiếp nhá. À, câu cá sấu nha các bạn ơi. Wow, đây có mình thấy hai con cá sấu đây này. Ui, câu cá sấu thế nào. Nó đang nhe răng ra dưới này. Ui, đây này các bạn ơi. Ui, đây. Ui, hai con cá sấu này các bạn ơi. Đang nhe răng lên đây này. Ui, đây. Ui, tưởng nó cắn mà nó không cắn các bạn ơi. Wow, hai con cá sấu này. Ui, mình sẽ để cái cần câu ở đây nhá. Wow, đây là một con gà các bạn ơi, con gà trống này. Cúc tác. Rồi. Ui, ở đây có một ui. Wow, con cá coi màu vàng. Ui. Ê, bắt được rồi nhá, bắt được rồi. Ui, nó chạy này các bạn ơi. Wow, đẹp chưa này. À, chà. À, ui, ở đây có một con cua nhá. À. Wow, một chú cua này các bạn ơi. Wow. Ui, ở đây nhiều cá quá này. Wow. Con cá nữa này. Ui, đây có một con rùa, chú rùa này. Wow, chú rùa này nhiều màu sắc quá này các bạn ơi. Ui, ở đây có những cái con cua này, con cá này. Đây là con cá mập đầu búa nhá. Đây là một con cua nữa này. Nhiều chưa đây. Wow. Ui, phải mò mới được. Ui, con cá này. Wow, ui. Ui, chà, to chưa. Wow, chà. Rồi, đây rồi. Ui, ui, con cá sấu này. Ui, con cá sấu này các bạn ơi. Wow, ui này, cái đuôi của nó này. Wow, con này một cặp một phát nhá. Các bạn ơi, các bạn ơi, con cá sấu này tợn lắm. Wow, mình bắt con cá sấu này nhá. Ui, nó nhe răng ra đây này. Wow, ui, wow, nó định cặp mình đó các bạn ơi. Các bạn không được cặp nhá. Ui, ở đây có cái đầu cá sấu đây này. Các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn thấy cái răng con cá sấu nó to chưa? Ui, to lắm đấy các bạn ơi. Đó. Ui, ui, đây là cái bông hoa gì này các bạn ơi. Wow, nhiều cá lắm các bạn ơi. Ý. À, mình sẽ bắt hết những cái con cá coi ở đây về nhá. Wow, ui, nhiều lắm các bạn ơi. À, sẽ cấu tiếp thôi các bạn ơi. À, cá sấu này. Ui, ở đây có một con chó màu nâu này. Wow, chà, ui, một con chó màu nâu này các bạn ơi. Ui, con chó này đẹp chưa này. Wow. Ui, đây có một con thỏ nữa này. À, một con thỏ màu trắng này. Da pít này các bạn ơi. Ui, con thỏ màu trắng đẹp chưa này. Đó. Wow. Rồi, cắt lấy tiếp tiếp nha các bạn nhá. Wow, con cá sấu này. Ui, con cá sấu này làm sao mà bắt được nhỉ.
Wow, to chưa này? Ui, đây này các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy con cá sấu chưa? Wow, cái mắt của nó này. Ui, nhìn này các bạn ơi. Wow. Ui. Rồi, mình sẽ cho vào cái rồi chậu của mình nhá. Chà, ui, đây có mấy quả bóng này. Sắc màu này đẹp chưa này các bạn ơi? Wow. Ui, bỏ đây nhá. Ai chả đi vớt cá thôi các bạn ơi. Wow, đây có nhiều cá đẹp chưa này. Ui. Ui, đây nữa này. Wow, 3 4 con này. Ui, nhìn này các bạn ơi. Đẹp chưa? Ai chả. Wow, đây có những cái con rùa này. Ui, đây con rùa này các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy rùa chưa? Ui, chà chà ui. Đây này. Ấy chà, đây nữa này. Ui, con cá coi này. Wow, to chưa đây? Ui chà. Wow, ui, 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 các bạn ơi. Wow, ui, ui, trượt rồi, trượt rồi. Wow, đây rồi, bắt được nó rồi nhá. Ai chà, ui, đầy xô của mình rồi. Wow, ở đây có một con ốc này. Ui, một con ốc này. Wow, con này là con ốc nữa này. Có hai con ốc rồi. Wow, mình sẽ mang con ốc này về nhá. Wow, ui, đây còn mấy con cá mình vớt nốt nhá. Ui, 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 ui. Wow, vớt tiếp thôi các bạn ơi. Rồi, ấy vớt được mấy con cá này lên rồi đây này. Ui, mấy con cá đập chưa này. Rồi, ok các bạn ơi. À, vậy là hôm nay mình vớt được bao nhiêu con cá sấu này rồi các bạn ơi. Nhìn này, đẹp chưa?